Của ghế mới hả anh hai? Có gì á? Có kêu được hả? Anh hai bê bum lên ngồi đi. Anh hai bê bum lên ghế ngồi đi. Ôi, bum ngồi ghế mới rồi. Bà xã mình đang pha sữa cho Bum và Red. Anh hai chơi với Bum và Red đi. Để cho mẹ pha sữa nhá. Anh hai có khẩu súng gì đây? Anh hai lấy súng bắn em đi. Đây là bà xã mình. Đây là Red nha. Bum nữa. Bà xã bên này bắt bum. Bum nhảy ghê quá. Đó là bình sữa kìa. Anh hai có súng mới. Anh hai chơi với bum đi. Anh hai lấy súng bắn bum. Bắn thử bum đi. Giỡn đi. Giỡn với bum đi. À hay quá. Rồi bum chụp được cái gì của anh hai rồi. Bum là anh hai kìa. Bum với Red tăng lại bà xã mình rồi, theo bà xã mình rồi. Đó. Còn anh hai thì đang cầm súng bắn, hay quá. Chúng đi đâu rồi? Chúng hai đi đâu rồi? Chúng hai bế em đi, bế em Red lên. Em Red dễ thương không? Đó, em Red theo anh hai đấy. Anh hai bế em Red qua mẹ đi. Đó, bà xã mình đập pha sữa nhá. Anh bum chạy nhảy kìa. Lên bàn, lên ghế, chạy nhảy kìa. Hay quá. Bum 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 bu chơi thà, nhảy hết chỗ này chỗ nọ.